Vì đâu cổ nhân nhắc nhở tháng chạp không chuyển nhà. Tháng chạp không chuyển nhà là một trong những lời khuyên của cổ nhân vẫn được chúng ta áp dụng, thực hiện cho tới hiện nay vì những giá trị khá nguyên vẹn của nó mang lại. 1. Tháng chạp không chuyển nhà. Từ xưa đến nay, việc thay đổi chỗ ở là việc cực kỳ quan trọng vì nó thường kéo theo những xáo trộn cuộc sống, sinh hoạt của tất cả các thành viên trong gia đình. Vì thế, khi chuyển nhà, người xưa thường phải là tính toán cẩn thận, cực kỳ kỹ lưỡng trong việc chọn ngày, chọn tháng phù hợp để chuyển nhà. Đây không chỉ là một nét văn hóa tâm linh của người Việt mà cũng rất phù hợp theo phong thủy. Thế nên không phải ngẫu nhiên mà từ xưa đến nay, người Việt luôn chú trọng đến việc xem ngày, giờ tốt để chuyển nhà. Bởi theo quan niệm của ông cha ta, thì việc xem ngày sẽ giúp cho công việc của gia chủ luôn được thuận lợi, gia đình êm ấm. Gia chủ cần làm các thủ tục như ra mắt, cúng bái thổ địa, thần linh, cùng các quan lại, cai quản khu vực mà họ sinh sống. Theo đó, họ đã rút ra kinh nghiệm là tháng chạp không nên chuyển nhà vì có quá nhiều rắc rối, bất tiện như sau. Nếu nhà mới được dọn vào tháng 12 âm lịch, thời tiết lạnh có thể tạo ra không khí lạnh lẽo, không có đủ vượng khí cho căn nhà mới với thời tiết liên tục ẩm ướt. Nếu di chuyển đồ sẽ bị coi là không may mắn, không có lợi cho sự thịnh vượng của gia đình. Cuộc sống ngày xưa còn thô sơ lạc hậu nên thời tiết gây bất lợi cho việc chuyển đồ của người dân trong thời tiết lạnh giá. Việc di chuyển đồ đạc hầu như dựa vào sức khéo của ngựa và những chiếc xe thô sơ của gia đình. Trời lạnh, ngựa cũng cần được nghỉ ngơi như con người. Chuyển nhà trong quãng đường ngắn thì còn đỡ. Nếu chuyển nhà với quãng đường dài trong thời tiết lạnh lẽo, vô cùng bất tiện, lại ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của gia chủ lẫn ngựa. Tháng 12 âm lịch là tháng cuối cùng của một năm, là thời kỳ chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Mọi người bắt đầu tất bật chuẩn bị đón Tết, vô cùng bận rộn. Chuyển nhà vào thời điểm này chẳng khác nào thêm việc, cuộc sống dễ hỗn loạn. Thời điểm này gần Tết, việc chuyển nhà cũng gặp khó khăn trong việc thông báo cho người thân, bạn bè tới chơi. Sau khi chuyển nhà, có thể có khả năng người khác chưa kịp tìm thấy địa chỉ mới vì ngày xưa địa chỉ không rõ ràng như hiện nay. Cuối cùng, Tết mà vắng vẻ, không có ai qua thăm nhà. Ngoài ra, người dân có tâm lý hoài cổ, chỉ có thể đón Tết thoải mái ở những nơi quen thuộc. Tháng 12 âm lịch là thời điểm kết thúc một năm, mọi việc cần suôn sẻ, ổn định thì cuộc sống mới suôn sẻ. Thế nên lời khuyên không chuyển nhà vào tháng chạp cho thấy sự quan trọng của việc chuyển nhà, không nên thực hiện vào thời điểm thời tiết không thuận lợi và có quá nhiều việc cần lo toan. 2. Không cắt tóc trong tháng riêng. Chủ đề cắt tóc ngày nào tốt cũng được chúng ta thực sự lưu tâm từ xưa tới nay vì ta tin rằng nó liên quan đến vận may. Nhìn chung, người trẻ và những người kinh doanh buôn bán, người lao động tự do thường truyền tay nhau rằng nên kiêng kỵ việc cắt tóc vào đầu năm, nhất là tháng riêng, với quan niệm kiêng kỵ cho lành để tránh những điều không may có thể xảy ra. Ở khía cạnh tập quán, văn hóa từ xa xưa, người Việt Nam rất xem trọng thần linh vì chúng ta sống bằng nghề nông nghiệp, luôn cầu mong mưa thuận gió hòa, tránh làm gì gây động, không tĩnh, không yên nả để được an tâm làm ăn, có một vụ mùa tươi tốt. Với mong muốn cuộc sống hài hòa, yên bình, yên lành, nên người dân cũng tin vào những điều kiêng kỵ như đầu năm không được cắt tóc vì nó gây động. Thay đổi đồng nghĩa là thời điểm đó dễ có nhiều biến động nếu ai đó cắt tóc. Hơn nữa, cắt là mất, nghĩa là thay đổi tiêu cực. Cắt là cắt đi vận may, có thể gặp những chuyện không suôn sẻ. Những ngày đầu năm mới, việc đi cắt tóc được xem là một phần thuộc cơ thể. Nó sẽ là điểm báo về những điều không suôn sẻ, ốm đau, hại cho khí huyết, gây ra nhiều bệnh tật. Theo thời gian, văn hóa này được truyền miệng nên chúng ta có niềm tin quá sâu sắc về vấn đề này và làm đúng theo những gì mình tin tưởng. Nhìn chung, mọi người ưu tiên cắt tóc cuối năm, thường vào tháng 12 âm lịch và kiêng cắt tóc hoặc cầm kéo vào tháng riêng âm lịch do sợ rằng tài lộc sẽ tiêu hao suốt cả năm.